Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn tập trung số lượng lớn các hãng taxi truyền thống và đòi hỏi cao về thái độ phục vụ thì các hãng taxi truyền thống càng buộc phải thay đổi mình để cạnh tranh. Thế nhưng thay đổi như thế nào khi mà taxi công nghệ được người tiêu dùng lựa chọn không chỉ bởi giá rẻ? Là lái xe taxi của một hãng taxi truyền thống nhưng anh Quyết cũng đã từng xin nghỉ làm vì thu nhập thấp. Nhưng anh đã ở lại vì hãng đã áp dụng chính sách mới. Thay vì trả lương theo phần trăm doanh số như trước, giờ đây anh được hãng cho khoán xe. Với xe 4 chỗ một ngày, chỉ cần trả cho hãng 550.000 đồng. Xe 7 chỗ thì khoảng 750.000 đồng. Cách làm này khiến nhiều tài xế thoải mái hơn. Khoán thì sẽ thoải mái hơn. Là mình định lượng trước là một ngày mình phải đóng cho công ty xe bao nhiêu đó. Thì mình lắng chạy. Thì chạy cũng như là cố hết sức chạy thôi. Về cái mặt mà như là taxi truyền thống như ngày xưa thì anh chia thì theo cái mức tầm 1,6 triệu, 1,7 triệu đến 2,3 triệu thì nó cũng từng mức chia nó khác nhau. Thì qua hình thức khoán này á thì thông qua khoán này thì nó nhưng mà dễ thở hơn là ngày xưa. Mình dễ chạy hơn là lúc ngày xưa chạy cái định đồng hồ, giờ mình có thể mình đôi lúc có thể mình bù nỗ mình chạy ngang bằng với là gấp để mình lấy khách mình chạy theo thỏa thuận chẳng hạn, như mà cái cung đường người ta nói người ta đi bằng cái giá gấp thì mình chấp nhận mình đi bằng mình bù nỗ thì cũng bằng gấp. Bây giờ là tôi chạy đủ doanh thu của công ty, đủ tiền xăng là bây giờ tôi lượm tiền của tôi thôi, thoải mái. Không chỉ thay đổi chính sách với tài xế, hãng này đã có cả ứng dụng để khách đặt xe bằng điện thoại. Thời gian xe đến đón và giá tiền cũng đã được hiển thị như những chiếc taxi công nghệ. Và nhìn trên những chiếc xe này, dễ thấy đã có sự thay đổi nhiều hơn thế. Thay đổi nhiều lắm. Về tổ chức bộ máy chúng tôi có những thay đổi. Hiệu quả hơn, gọn nhẹ hơn. Rồi là về dịch vụ chúng tôi có những thay đổi. VinChân áp được nâng cao hơn. Thêm cái tính năng là báo giá trước cho khách hàng, chốt giá cho xe Vika, rồi chúng tôi còn hơn họ cái chỗ là dùng Facebook để gọi xe được, vân vân. Thì chúng tôi sẽ có nhiều cái khác để tiếp tục là phát triển. Chúng tôi hoàn toàn cạnh tranh được, với điều kiện họ phải cạnh tranh lành mạnh. Sự thay đổi này của các hãng taxi truyền thống cũng đáng được người tiêu dùng ghi nhận. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh này, sự thay đổi về công nghệ vẫn chưa đủ để taxi truyền thống làm hài lòng người tiêu dùng. Cạnh tranh và về cái giá cả là một, là về cái tính lịch sự vui vẻ hòa nhã, và cái cuối cùng nữa là xe tốt, taxi nó cũng có một ít nhiều một số tài xế làm cho cái mang tiếng quá, với lại là cái sự trung thực nó giống như có một số ít con sâu làm giàu được canh á, làm cho nhiều người bị ảnh hưởng. Cả cũng không phải là tất cả đâu, có thể là tài xế vui vẻ hay là cũng như khách hàng hài lòng thì cách phục vụ nữa. Sự hài lòng của khách hàng chính là yếu tố quyết định sự thành công của sản phẩm. Nguyên lý tưởng như rất khuôn sáo ấy lại đang đúng trong cuộc cạnh tranh này. Và cuộc cạnh tranh này không chỉ dừng ở công nghệ mà còn là sự cạnh tranh về giá, về con người và cách sử dụng người.